Để xua đuổi các mối đe dọa, ban đầu con rắn hút không khí vào và đẩy phần màng phình lên giống như loài rắn hổ mang. Và chúng cũng tạo ra các tiếng rít và cho thấy nó đang rất kích động. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, rắn thì là một loài sát thủ máu lạnh và luôn có nọc độc quấy trên người. Thế nhưng các bạn có biết hay không, bên cạnh những loài rắn có nọc độc quấy trên người thì lại có sự xuất hiện của một loài rắn có khả năng diễn xuất đỉnh cao. Đó chính là rắn chết. Và thậm chí loài rắn này thì không có độc cho với con người và chúng còn được chọn làm thú cưng nữa đấy. Chắc chắn thì nhiều bạn đã tò mò về loài rắn này, không biết chúng là loài rắn gì rồi đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay để xem loài rắn này có khả năng diễn xuất đỉnh cao như thế nào nhé. Trong thế giới động vật thì loài rắn này được coi là một diễn viên thứ thiệt và nó xứng đáng có được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải dành cho các loài động vật. Và hầu hết các đối thủ của loài rắn này đều không mấy nghi ngờ trước cái chết hết sức thuyết phục của nó. 1. Tìm hiểu về loài rắn Hognose. Loài rắn Hognose Bắc Mỹ hay là rắn zombie hay là rắn mũi hếch có một đặc tính khá thú vị. Đó là khi cảm thấy bị đe dọa thì đa số các loài rắn thường đưa ra dấu hiệu cảnh báo, ví dụ như phùng mang hoặc là rung đuôi để cảnh báo đối phương về việc nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Và trong tự nhiên thì rắn Hognose có thể dài hơn 1 mét, sinh sống chủ yếu ở phía đông nước Mỹ từ Florida cho đến New England và là một phần của miền Nam Canada. Loài rắn này có kích thước khá nhỏ và con to nhất được ghi nhận chỉ dài 1,2 mét, và còn những con rắn được nuôi làm cảnh trong nhà thì thường chỉ có chiều dài lên đến 60cm, với tuổi thọ trung bình là có thể được từ 8 cho đến 10 năm. Và từ khi loài rắn này hiện nay được lai tạo ra rất nhiều màu sắc đẹp và sặc sỡ khác nhau và được nhiều người ưa thích và lựa chọn nuôi. Loài rắn mũi hếch Hognose Snake có tính cách khá là rụt rè và thích đào đất cát và ẩn mình ở trong lớp đất, lót nền hoặc là hang trú khi trong môi trường nuôi nhốt. Bị đe dọa thì loài rắn này sẽ bành cái cổ ra như rắn hổ mang để đe dọa kẻ thù, thế nhưng chúng lại không hề có độc, răng nanh nhỏ, đặc biệt là chúng chỉ bành ra để phòng thủ mà thôi và ít khi tấn công, nên khi nuôi các bạn sẽ không đáng sợ về vấn đề này nhé. Và rắn mũi hếch Hognose Snake thường ăn những loài động vật gặm nhấm nhỏ hoặc là trứng của các loài động vật khi ở môi trường bên ngoài tự nhiên. Mặc dù có nhiều mưu mẹo là thế nhưng chúng lại là những con rắn khá nhút nhát và thường trốn tránh những kẻ săn mồi bằng cách chui xuống lá, cát chứ cũng ít khi là giả chết. Tuy nhiên, với loài rắn Hognose của Bắc Mỹ thì chúng lại không như vậy. Thay vào đó thì rắn Hognose lại giả chết để đánh lừa đối phương. 2. Giả chết để đánh lừa kẻ thù. Để xua đuổi các mối đe dọa, ban đầu con rắn hút không khí vào và đẩy phần màng phình lên giống như loài rắn hổ mang. Và chúng cũng tạo ra các tiếng rít và cho thấy nó đang rất kích động. Nhưng nếu các chiêu thức này không phát huy hiệu quả và khiến đối phương sợ hãi thì nó lại có một mánh khóe khác, đó chính là giả vờ chết. Và theo một trang chuyên tổng hợp thông tin về các loài động vật lưỡng cư và bò sát, nếu cả săn mồi không cảm thấy sợ hãi trước những màn đe dọa, thậm chí mổ về phía trước của con rắn thì nó sẽ giả vờ chết bằng cách mở miệng, lăn và quằn quại một lúc trước khi nằm ngửa để báo hiệu rằng nó đã chết. Hay thậm chí, nó còn có thể ngừng thở và tỏa mùi kinh khủng để tăng tính thuyết phục cho cái chết. Tất nhiên, sau khi kẻ thù đi khuất thì nó sẽ lại bò thật nhanh để chạy thoát. Tuy nhiên, thì chỉ cần lật lại, con rắn sẽ lại ngay lập tức bò như bình thường. Và loài rắn này được miêu tả là khá giống một con rắn hổ mang và tiếng rít. Tên của loài rắn này là Hognose, với biệt danh khác của nó là Viper Bro. Có thể coi trong thế giới động vật, rắn Hognose là một diễn viên thứ thiệt và nó xứng đáng có được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar dành cho các loài động vật.
và hầu hết các đối thủ của rắn hoắc nâu đều không mấy nghi ngờ trước cái chết hết sức thuyết phục của nó. Và đa số đều bỏ đi vì nghĩ rằng con rắn thực sự đã chết và có rất ít loài đủ sự tinh tường và xảo quyệt để biết được âm mưu của con rắn. Thế nhưng chúng đã biết mánh khóe giả chết của rắn hoắc nâu và nó có thể sẽ bị chết trong tuyệt vọng. Và dưới góc nhìn của các nhà khoa học thì hành động trên của loài rắn hoắc nâu thực chất là một cơ chế phòng vệ của nó và nó quả thực là phát huy hiệu quả rất lớn. Thế nhưng lý do đằng sau hiệu quả của hành vi giả chết này mới thực sự bất ngờ. Và đa số các loài đều ưa thích những con mồi phải tươi ngon và chính tay chúng giết và ăn thịt. Thế nhưng, khi mà chứng kiến con mồi rãy và chết bất ngờ trước khi kịp tấn công, chúng có thể nghi ngờ và coi đó là dấu hiệu của việc con mồi đã bị bệnh hoặc là bị ngộ độc mà chết. Do đó thì không phải loài nào cũng dám ăn thịt những con mồi tự chết trước khi bị giết. Ngoài ra thì còn có một số phỏng đoán đã cho rằng do loài rắn này thường săn các độc, thế nên rất có thể chúng đã lưu trữ chất độc trong người và chỉ tiết qua da trong lúc rãy giụa. Và nếu kẻ săn mồi ngửi thấy mùi lạ, đặc biệt là mùi chất độc thì chúng sẽ không dại để tiếp cận gần con rắn giả vừa chết này. Tùy thuộc họ rắn, thế nhưng rắn hoắc nâu lại không có độc nhiều như họ hàng của chúng. Chúng hiếm khi cắn người và thường chỉ săn những loài vật nhỏ, bao gồm các loài lưỡng cư và gặm nhấm. Dù trời không phú cho chúng công cụ để săn mồi như là nọc độc và răng nanh sắc nhọn, thế nhưng chúng lại có tài nghệ diễn xuất ấn tượng cho đến khó tin. Mặc dù có hình dáng đáng sợ cùng với cái miệng rộng ngoác đầy đe dọa, nhưng nọc độc của loài rắn này lại có độc tính không cao, không gây chết người mà chỉ sưng và ngứa. 3. Rắn hoắc nâu giả chết khi bị mèo hoang tấn công. Theo Miros, khi mà đối mặt với mối đe dọa thì loài rắn Eastern hoắc nâu có thể áp dụng nhiều phương thức khác nhau như là phát ra những tiếng huýt gió hay là giả chết để xua đuổi kẻ thù. Và một thanh niên có thể là Kenneth Kesey tại bang Texas của Mỹ mới đây đã ghi nhận cảnh con rắn giả chết khi bị một con mèo hoang tấn công. Và tôi vừa trở về nhà sau khi mua sắm và đang đỗ xe thì thấy một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm xuống đất. Và tôi có cảm giác rằng con mèo đã tìm thấy thứ gì đó nên đi kiểm tra. Và đó chính là một con rắn Eastern hoắc nâu. Và trong màn trình diễn xứng đáng trao giải Oscar thì con rắn Eastern hoắc nâu đã bắt đầu co giật, quằn quại và tiết ra mùi khó chịu. Và con rắn còn thè lưỡi trông như đang hết sức đau đớn để tránh trở thành bữa tối cho một con mèo hoang. Và tôi rất vui vì mình đã có thêm kinh nghiệm với loài sinh vật tuyệt đẹp này, Kesey nói. Và anh đã chụp lại các loài động vật hoang dã ở Sucuri, Texas từ năm 2009. Và thỉnh thoảng bạn thấy con vật này tấn công, ăn thịt loại vật khác, chúng làm những điều kỳ lạ, ghê gớm hoặc tràn đầy cảm xúc. Và tôi muốn tìm hiểu về những sinh vật đã sống suốt hàng triệu năm qua, cách chúng sinh tồn và đặc trưng của chúng trong thiên nhiên. Đó chính là những yếu tố làm nên bản thân các sinh vật này. Và nhiều loài rắn biết cách giả chết khi bị đe dọa. Tuy nhiên, phát hiện của Gacy cho thấy loài rắn Eastern hoắc nâu rõ ràng là một trong những diễn viên giả chết tài tình nhất trong thế giới động vật. Và đây là cách tự vệ hoàn hảo. Kẻ săn mồi không hề muốn ăn thịt sinh vật giống như đã chết hay tiết ra mùi hôi thối như vậy. 4. Rắn hoắc nâu giả chết để đánh lừa chim bách thanh. Trận chiến khốc liệt giữa chim bách thanh và rắn độc được ghi lại hôm 14 tháng 11 ở công viên Maroc của Nam Phi. Hai con rắn độc cùng sử dụng chiều giả chết để tránh đòn tấn công của chim bách thanh và nhưng không thể qua mắt được đối thủ. Phát hiện, con chim bách thanh liên tục nhảy vòng tròn và bay lên bay xuống gần một con đường. Khi đến gần thì một con rắn hoắc nâu đang chiến đấu dữ dội với con chim. Bị đối phương liên tục tấn công bằng những cú mổ vào đầu, con rắn hoắc nâu thất thế và lăn ra mặt đất để giả chết. Chim bách thanh không dễ dàng bị lừa, tiếp tục mổ vào đầu con rắn. Và lúc này thì một con rắn khác đã xuất hiện và nhảy vào cuộc chiến. Con rắn giả chết đã lập tức ngóc đầu bật dậy và lao nhanh vào bụi rậm, bỏ lại chim bách thanh và con rắn thứ hai. Và con rắn thứ hai này cũng lặp lại chiều, đó chính là giả chết. Chim bách thanh đang kéo lê con rắn theo vòng tròn,
Tranh thủ chìm Bách Thành không để ý, con rắn thứ hai này cũng phải chạy trốn thật nhanh để giữ lấy mạng sống của mình. Quả đúng là nhanh trí phải không nào? Quả đúng là một tài năng xuất chúng và chúng diễn không khác nào một diễn viên chuyên nghiệp phải không các bạn? Và video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì về loài rắn này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo. Và gặp lại admin của Giải Mã trong các video tiếp theo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.